Nơi này của cha là nơi yêu thương và cho không. Những điều mà cha công bố lên, những điều mà cha phán quyết lên, đó là những điều chân thật từ cái đáy lòng của cha và thực tế từ cái việc làm của cha. Nhưng mà trên cộng đồng mạng có rất nhiều người chửi cha, thì điều đó cha quan tâm, cha coi là rác không? Nhưng mà các bạn này đến đây để được chữa bệnh nhờ mạng mail hay là nhờ biết cha trước? Nhờ internet, đúng không nè? Vậy thì các bạn đến đây, các bạn thấy trên internet, tôi thấy cái nhà này, cái lợp lá này, cái ghế này, cái vi tính này, cái ông cha tường này, đến đây thấy có đúng không nè? Như vậy đúng không? Cha không muốn trên cộng đồng mạng là cái nơi để giúp dân, để giúp người, chứ không trên cộng đồng mạng mà ai mà nói bậy nói bạ, cha không muốn điều đó nữa. Vậy cha sẽ thành lập một cái đội ngũ an ninh mạng. Bất kỳ một người nào mà chửi cha, chửi các thầy, chửi chính quyền ở đây, thì cái an ninh mạng đó sẽ điều tra cái nickname này là ai. Sau khi điều tra được anh là Nguyễn Văn Nga ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã chửi thầy Tòng, đã chửi chú Năm, đã chửi anh Tám, đã chửi các sư thầy, chửi các thầy thuốc, chửi cha Tường, thì nguyên cái xã đó cho cấm vĩnh viễn không được chữa bệnh. Ở đây cha tuyên bố trước mặt công khai, các học đỏ đồng ý cho nhất trí không nè? Vậy một em nào mà chửi tất cả những nội bộ ở đây thì cha cấm vĩnh viễn nguyên cái xã đó không được tới đây chữa bệnh, chết chán chịu. Vì cái cộng đồng mạng để giúp người chứ không phải để chửi người ta, phải không nè? Nhiều đứa nó lên cộng đồng mạng nó nói cái hội chữ thập đỏ, nó chửi mấy ông nó nói là hội chữ thập đen. Cha nói đúng không? Nó đặt là hội chữ thập đen, cha bực mình lắm. Mà không có điều kiện để cha nói, hôm nay cha sẽ nói. Không phải là cha ghét chơi gì nó, vì nó là rác rưởi trên cộng đồng mạng mà, thượng vàng hạ cám ở trên đó. Nhưng cha muốn lên tiếng, đưa cái clip này lên mạng để thông báo với những đứa lộn xộn đó, đội an ninh mạng của cha phát hiện ra đứa nào mà chửi khu vực này, nói xấu khu vực này, thì đứa đó ở địa điểm đó, vị trí đó, cha cấm thẳng cái xã đó không được dắt người tới đây. Và công an sẽ nhập cuộc nhốt cái anh chàng đó. Còn nếu công an mà nhốt không được thì người bệnh sẽ xử lý cái người đó, thì chúng con mới được chữa bệnh. Cha làm vậy được không? Quân lệnh như sơn. Cha là kỹ cương khép nước, lệnh vua lễ làng, quân lệnh như sơn. Cha là quân tử nhất ngôn, ký xuất tướng mã năng tri. Cha nói là cha không bội tính. Còn những ca bệnh mà đến đây chữa không hết, vì chúng con không chịu ăn cháo nano, chúng con về chúng con chết, nó chửi cha, cha bất cần, bởi nó không hiểu. Đúng không nè? Nó không hiểu nó mới chửi cha. Nhưng vì cái chỗ nó không hiểu mà nguyên cái xã đó sẽ không được đi chữa bệnh. Cha nói trước rồi đó nha. Cha nói trước rồi, các thập đỏ mai mốt tại sao dẫn người bệnh về cha không đón nhận là cha đã nói rồi. Tại vì xã anh có một người chửi ở đây thì anh tự động anh về anh xử cái anh chàng đó đi, thì anh sẽ được đến rồi chưa. Cha muốn trên cộng đồng mạng phải truyền tải yêu thương và cho không. Bác Tổng có đồng ý không? Chú Năm đồng ý không? Cha muốn trên cộng đồng mạng phải truyền tải một cái tinh thần yêu thương và cho không, ăn cây cỏ mang hạt giống, buông bỏ của cải vật chất, yêu thương và cho không, bảo vệ sự sống, cứu người ung thư. Đó là điều cha mong muốn. Còn nếu cha không muốn điều đó, cha đủ sạch vậy hết, cha không trách nhiệm ai hết. Còn các thập đỏ dắt bệnh nhân về cho cha, hãy bình tĩnh đi ra về, cầm lại một miếng giấy cha ký, không bao giờ đi ở tù, vĩnh viễn không đi ở tù. Cha chứng nhận rồi, ở tù cha đi ở giùm cho. Con hiểu không? Cha đi ở tù giùm cho con. Con khỏi lo chuyện đi ở tù đây. Cha đủ bản lĩnh đi ở tù. Nếu cha sai, mở cái phòng khám ra, tự cha chui vô đó cha ngồi, khỏi cần còng trói cha, chứ cho mệt. Đó là những lời cha nói như vậy ha.